sau một năm dài gặp mặt lại nhau thì chắc chắn là mọi người sẽ có rất là nhiều câu chuyện để kể, và Ngọc Châu cũng như vậy. Mình đang rất là háo hức để mà có thể chia sẻ thêm với thật là nhiều anh chị em bạn bè của mình ở đây. Trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem buồn vui. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem buồn vui. Chúc mừng năm mới! Thưa quý vị, Liên Hà Trinh và Quang Bảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Giao Thừa Tết HTV Mừng Xuân Quý Mão 2023. Quý vị khán giả thân mến, ca khúc Điệp Khúc Mùa Xuân vừa rồi được thể hiện bởi ca sĩ và cũng là Hoa hậu Hoàn Vũ đầu tiên của Việt Nam Thùy Lâm, cùng với màn khách quốc đặc biệt đến từ Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu, cùng với các người mẫu của chúng ta. Đó cũng chính là lời chào tưng bừng đến cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tết HTV Xuân Quý Mão 2023. Một lần nữa xin được cảm ơn nàng Xuân tuổi Mão, Hoa hậu Thùy Lâm. Xin được cảm ơn Hoa hậu Ngọc Châu và các bạn người mẫu cùng nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm. Xin cảm ơn mọi người một phần cống hiến trình diễn hết sức ấn tượng, nhiều sự trao đổi cùng với hai mỹ nhân đang ngồi cạnh Hà Trinh và Quang Bảo ở đây. Xin được giới thiệu Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên của năm 2008 Thùy Lâm và Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đương nhiệm 2022 Ngọc Châu. Xin chào Ngọc Châu và chào chị Thùy Lâm ạ. Hai mỹ nhân đang ngồi trên sân khấu này cùng với lại Quang Bảo và Hà Trinh là những nhan sắc đại diện cho nhan sắc Việt Nam qua từng thời kỳ khác nhau. Bởi vì liên tục trong những năm qua thì các nhan sắc Việt Nam của chúng ta đã đạt được những ngôi vị cao nhất tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Thì không biết là chị Thùy Lâm cảm thấy như thế nào về những cái điều mà mình đã quan sát được trong những năm vừa qua với những người em của mình? Thực ra thì là một người Việt Nam, một người con gái Việt Nam thì Thùy Lâm cảm thấy rất là tự hào. Như mọi người cũng biết thì Thùy Lâm cũng đã là một thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Thế Giới năm 2008. Cho nên là Lâm rất hiểu được cái cảm xúc cũng như những cái áp lực mà các thí sinh phải chịu phải. Đó, và các em sau này thì Lâm thấy được có một cái là may mắn hơn Lâm rất là nhiều. Tại vì khi mà trước khi các em đi tham dự một cuộc thi quốc tế thì cũng được rất là nhiều cái sự hỗ trợ, được huấn luyện chu đáo hơn, có một cái sự chuẩn bị chu đáo hơn, cho nên Lâm nghĩ là các em sẽ tự tin hơn nè, bản lĩnh hơn để có thể tỏa sáng ở đấu trường quốc tế. Đó, giống như là Ngọc Châu đây thì cũng vừa đã hoàn thành rất là tốt cái sứ mệnh của mình, đúng không em? Dạ, em rất là đồng ý với chị Lâm về cái chị Lâm vừa mới chia sẻ là ở thế hệ sau tụi em thì may mắn hơn một xíu là tụi em đã được sự quan tâm nhiều hơn từ khán giả và được training một cách nó bài bản nhất, làm sao để mình tự tin nhất. Cái cảm giác của mình rất rất là tự hào, bởi vì lúc đó trên vai mình không phải là một giấc mơ của mình nữa, mà nó là của cả Việt Nam và mình đại diện cho phụ nữ Việt Nam, cho nên kiểu tự hào lắm anh ạ. Nãy giờ mà nghe hai người đẹp nói chuyện không rời mắt được. Và em cảm thấy đặc biệt là chị Thùy Lâm nha, lâu lắm rồi mới thấy chị ở trên sân khấu nên hơi nhớ nhìn ngoài luôn. Nên cũng muốn tò mò muốn hỏi là sao chị lại bay vào miền Nam và đặc biệt là quan tâm đến Tết miền Nam cũng như chương trình Tết HTV để có thể cùng chia sẻ với mọi người trong giây phút đặc biệt này của năm mới ạ? Đầu tiên là cảm ơn lời khen của Trinh nha. Rất là lâu rồi Lâm mới có cái cơ hội được đứng trên sân khấu với vai trò một ca sĩ. Đó, và lúc trước khi mà lập gia đình á thì Lâm có rất là nhiều cơ hội cũng như là có rất là nhiều cái vinh hạnh được tham gia các cái chương trình do HTV tổ chức ở nhiều cái vai trò khác nhau. Cho nên là khi mà nhận được lời mời của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là lời mời của Team Production thì Lâm cảm thấy rất là nhớ nghề á. Cho nên là phải tham gia ngay, mặc dù là gia đình của mình thì vẫn đang ở Hà Nội đó, nhưng mà vẫn muốn vào đây tham gia chương trình, sau đó thì sẽ quay về đón Tết với gia đình sau. Thì cũng nhân tiện để gửi lời cảm ơn tới Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo cơ hội cho Lâm gặp gỡ những khán giả mà đã từng yêu quý Lâm. Châu bây giờ đã về Việt Nam rồi, nhưng mà cái lúc mà mình thi á thì đâu là cái lúc mà Châu cảm thấy là mình tự hào nhất? Vì mình đang làm một cái điều gì đó rất là tuyệt vời, mình đang giới thiệu về văn hóa, về con người Việt Nam đến với bạn bè của quốc tế.
Cái khoảnh khắc mà tự hào nhất chính là cái lúc mà mình đứng đợi tới lượt hô tên. Và lúc đó MC hô một cái tên Việt Nam rất là to. Được cái cảm giác đó trên sân khấu nó rất rất là tự hào mọi người ạ. Và lúc này mình sẽ cho mọi người biết được là phụ nữ Việt Nam là một cô gái mạnh mẽ, tự tin như thế nào. Thì chính vì vậy khi mà mình, khi mà em đứng trên sân khấu em nghe gọi tên là Việt Nam, trời mình tự hào lắm. Hay là mọi người cho cô ấy một tràng pháo tay để động viên vì vượt qua mọi áp lực. Tôi có nói là chúc mừng Châu vì đã có một cái chuyến đi rất là thành công vừa qua. Vậy thì không biết là đối với lại Tết năm nay thì Châu cũng như là chị Thị Lâm có một cái điều gì đặc biệt hay không ạ? Thực ra là năm nay là một cái năm đặc biệt với Lâm á. Tại vì gần như là tất cả các Tết thì Lâm đều đón giao thừa cạnh gia đình của mình. Nhưng mà năm nay thì có một cái sự thay đổi hơn. Đó, cũng phải xin phép gia đình đó em. Cũng phải xin phép để được đón một cái Tết tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là cảm thấy rất là lạ, rất là vui và cũng rất là trân trọng những cái tình cảm mà quý vị khán giả đã dành cho Thùy Lâm đó. Và cũng Thùy Lâm cũng xin là chúc quý vị khán giả sẽ có một cái Tết, một cái năm mới đầu tiên là sẽ tràn đầy sức khỏe nè, thật hạnh phúc và sẽ gặp nhiều may mắn. Cảm ơn chị Thùy Lâm. Cũng giống như chị Lâm thì em cũng vừa mới trở về từ một chuyến đi rất là xa, nên là mình mong muốn sẽ có được một cái Tết được dành trọn vẹn thời gian cho gia đình của mình. Đầu tiên là em sẽ về nhà, sau đó thì nếu mà mọi người quyết định đi đâu thì em sẽ theo đó. Đồng hành cùng gia đình trên mọi địa điểm. Thôi thì nhân đây chắc là cũng nhờ Châu sẽ có một lời chúc đối với lại khán giả HTV. Và nhân dịp đầu năm mới, và Ngọc Châu xin gửi lời chúc đến cho tất cả quý vị khán giả của chương trình Tết HTV. Một lời chúc với năm mới thật nhiều sức khỏe, luôn gặp nhiều may mắn. Và đặc biệt là đối với phái nữ, chúng ta sẽ có đủ nội lực, đủ sức mạnh để đối mặt với những khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Xin cảm ơn những lời chúc của Ngọc Châu cùng với lại Hoa hậu Thị Lâm. Nhưng bây giờ xin một món quà đến từ Tết HTV dành tặng cho hai mỹ nhân của chúng ta. Một món quà rất là dễ thương, đó là quà lưu niệm cùng với chú mèo tài lộc. Mong rằng chúng ta sẽ luôn luôn có được thật nhiều những sự giàu ở đây là giàu về ý tưởng này, giàu về sức khỏe, giàu về năng lượng, giàu về tất cả những điều mà chúng ta mong muốn. Em cảm ơn.